Ai giờ là mở đỡ đặng cho Jennifer thỏa bánh kem nha. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của Jennifer. Đây, giờ con Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Rồi, sao? Dạ, sao người ta làm được cái nắp này ạ? Nóng không? Miếng sô cô la. Không mới lần chứ, nhưng cho mình thấy nó đẹp đẹp sao đó. Cái nắp nào? Bánh kem hồn nó có vậy. Cái này là gì? Không nhìn ra gì luôn, cái nắp nào? Hư tao mày ơi. Hư. Dậy đi, quậy đi. Cái gì à, không à. Tụi mày qua đây nè con. Tụi mày đứng ngay đây mà sao đi ra khỏi ông kính tôi ạ? À? Thứ bánh kem bây giờ